Rồi, ok. Xin chào tất cả anh em đam mê BCB Việt Nam. Hôm nay shop hạ BCB Aegon xin giới thiệu tới anh em đó là một sản phẩm nữa để tiếp nối con đường săn đồ săn bắn thú chim cò để phục vụ cho công cuộc nhậu nhẹt của anh em đam mê BCB nha. Nhậu nhẹt là một phần chỉ là một phần ngoài lề thiết yếu trong cái giới BCB này thôi. Quan trọng chủ yếu của nó đều là đều tới chủ yếu của nó là tới từ cái đam mê của mình, cái đam mê săn bắn mình, chứ không phải là bắt cò bắt chim để ăn nhậu. Nhưng mà đó vẫn là một phần thiết yếu. Chứ bắn chết cò với chim chết chim thì không biết làm gì đúng không anh em? Và đặc biệt thì anh em nên anh nói luôn, anh em nếu mà săn bắn á, thì anh em chừa những động vật quý hiếm và những con chim nhỏ đi, bắn nó cũng phí đạn với không được gì cả, với có thể là bị pháp luật nó cũng sờ gáy nên ha. Nên anh em cứ lựa gì mà săn bắn. Rồi, hôm nay em xin giới thiệu tới anh em đó là một sản phẩm FX Impact. Một sản phẩm coi như là huyền thoại, coi như là khẩu súng ngon nhất trong làng BCB rồi anh em ha. Thì trước giờ anh em biết là FX Impact này chỉ có ở Aegon Airfort, Mỹ sản xuất, nên giá thành khi nhập về đây cái khẩu đó bây giờ cũng phải hơn 100 triệu đến 100 triệu ở tầm đó, nên rất là đắt. Vì vậy em đã liên hệ với công ty của Đài Loan Song Đức Trai mua bản quyền của bao tay của công ty Airfort Mỹ để sản xuất lại copy 11 khẩu FX Impact. Khẩu FX Impact này là của công ty Đài Loan sản xuất, không phải là của công ty tàu, không phải là của hàng Việt Nam CNC, sản Việt Nam CNC anh em nhìn là biết rồi. Còn cái hàng này anh em nhìn đi, chẳng khác gì hàng chính hãng của nó cả. Đây kiểu như là mua bản, công ty Liston sẽ mua bản quyền và sản xuất ra, kiểu như là cộng tác viên giống như cộng tác viên và giống như công ty con của người ta thôi, để quảng bá thị trường thôi. Thì giống như VinFast của nước mình đó, VinFast mua công nghệ của Đức, xe ô tô á, mua công nghệ của Đức và sản xuất lại thôi đó. Thì bây giờ trước mắt anh em đây là khẩu FX Impact copy 11, giá thành sẽ rẻ hơn 70%, giá thành sẽ rẻ hơn rất là nhiều luôn. Nhưng mà công hiệu của nó cũng ngang ngửa thôi, FX Impact thật. Anh em sẽ review cho anh em xem nha. Rồi, đầu tiên là cái nòng, tất cả cái những tất cả khẩu này tất cả đều sản xuất theo một cấu hình của nó, cấu hình chuẩn của nó, đi theo một cấu hình một thôi. Nó không phải là cái đồ mà ráp từng bộ phận của món này với nhau. Tất cả những cái này nó đều sản xuất để cho sử dụng cho lắp ráp cho dòng FX Impact này. Chỉ trừ cái kính nhá, cái kính thì chính hãng nó cũng không có bán cái kính FX Impact đâu anh em ha. Anh em thích xài kính nào thì xài. Đây em chỉ gắn kính BSETTMD lên để review cho anh em thôi. Đó, rồi đầu tiên ha, đầu tiên đây, đầu tiên anh em nhìn đây, đây là cái bình FX Impact. Anh em đã từng thấy khẩu Impact của Airfort rồi thì thấy cái bình này thì y chang luôn đúng không? Đó, bộ quy
Huy nói giống y chang luôn, không khác gì, không khác gì hàng hàng chính hãng đâu nha. Đây là hàng thật nhưng mà không phải chính hãng, hàng thật nhưng không phải chính hãng, anh em phải hiểu như vậy. Còn những hàng giả là những hàng không mua bản quyền và những hàng CNC mà nước mình tự chế thôi. Đây là hàng thật chuẩn, đã test và đo đạt rất là kỹ mới xuất ra thị trường. Mà nếu mà không đo đạt kỹ mà xuất ra thị trường thì ta nát công ty người ta ngay. Công ty Liston với tóc trai em làm anh Trung thì cũng 2 năm trời rồi, cũng mua bản quyền, mua nhà phân phối ở bên đây rồi, nên người ta làm ăn đàng hoàng, em đàng hoàng lắm. Rồi đây bộ quy, đây là đồng hồ đo bình hơi nha, đo khí. Đây bộ lẫy cọ, bộ lẫy rất nhẹ nhàng luôn á. Đây là chốt an toàn nè, chốt an toàn seal hai seal, em bấm cái cho anh em theo xem nha. File là bấm, seal là an toàn. Đó là chưa em chưa gắn hãm thanh nên nó hơi to nha. Gắn là an toàn. Đó, đây là kẻ nhét băng đạn. Đây băng đạn này, bên đạn cũng như hàng thật luôn nha anh em. Bên đạn này 12 viên, chứ không phải mấy băng đạn cùi 9 viên của Việt Nam đâu. Đó, băng đạn tự nhảy. Anh em kéo lên cái và anh em nhét đạn thôi. Đây là đồ hồ ép. Cái này là đồ ép ngoài luôn nha anh em. Có thể chỉnh ép ngoài luôn. Kính xịn luôn anh em, kính đo độ thăng bằng, đo hướng luôn. Đây là búa đập, được tăng chỉnh búa đập co, nó y chang FX Impact thật luôn nha anh em. Đó, van này y chang thật, không có phải hàng dởm này. Khẩu này thì có trọng lượng tầm 4 kg anh em, 3 kg, khẩu này 3 kg, hình rất là chắc tay. Ok không? Rất đẹp đúng không? Đẹp lắm. Rồi em sẽ không biết soi được khương không? Chắc không soi được rồi. Khẩu này thì liền khối rồi đó, nên em không có thể tháo ra được. Tháo cho anh em xem khương được. Không cho được khương. Cành nó là cành kiểu dạng của Lotha Wonder Effort luôn nha anh em. Nhưng mà cái cành này nó kiểu như do đó, nhưng mà nó sẽ sản xuất chuyên cho FX và nâng cấp cao hơn của Effort, của Lotha Wonder. Đó, bơm nè, bơm bình nè. Tay cầm rất là đẹp nha, tay cầm nhựa da sần để cho anh em cầm nắm được thoải mái nha. Kính thì BSA-TMD, thì anh em muốn mua kính xịn hơn, mua kính khác thì anh em cứ mua rồi tháo ra lắp vô. Và cái khẩu này em bán có thể là không bán theo kính, không kèm kính anh em. Đó, giảm thanh lắp vô đây. Này.
Để làm em lắp hãm thanh cho anh em nha. Rất xịn sò nè ha. Giờ em sẽ bắn lại thêm lần nữa xem các hãm thanh vô nó có êm hơn không ha. Rồi, cái này chốt an toàn. Lên cò rất là nhẹ nhàng luôn. Rồi. Anh em nghe nha. Để em ngồi nhắm luôn cho chuẩn. Anh em nghe nha. Nhẹ hơn à. Nó ra khói lên em. Ớn là nặng. Nó xịt ra khói luôn, ghê thật. Cái đó không phải khói, đó là khí. Đó. Em xem á. Rồi, rồi để cho anh ta. Nhất là chắc chắn nha. Thì khẩu này có chiều dài tầm 90 cm nha anh em. Nếu mà không có hãm thanh thì tầm 70 cm. Chiều dài khẩu này 90 cm nha. Thì để em hướng dẫn cho anh em cho đạn vô nè. Thì anh em phải kéo cái chốt lẫy lên. Kéo cái chốt lẫy lên rồi anh em cái búa đập này nó sẽ hở ra, anh em nhét đạn vô rồi chơi bình thường. À, cái đạn này thì nó, anh em bắn một viên thì nó sẽ tự quay sang viên khác nha, viên mới đó. Thì tất cả cây X Impact Copy 11 này thì nó chỉ tới như vậy thôi. Hiệu quả, độ chính xác của nó thì em sẽ làm một clip sau, clip test. Khẩu này thì em chắc chắn em bao cho anh em từ 90 đến 100 mét nắp C2 anh em ha. Rồi 90-100 mét nắp C2 và mua bán ship code không đồng kiểm toàn quốc. Có bảo hành nha anh em, bảo hành 6 tháng tới 1 năm. Cần em bảo hành 1 năm. Có bảo hành, có bao sửa chữa nếu mà lỗi. Yên tâm đi, không bao giờ lỗi được. Em đảm bảo uy tín luôn. Chắc chắn không bao giờ lỗi. Hàng copy và test rất là kỹ mới cho xuất xưởng được anh em ha. Nếu mà anh em muốn mua hàng á thì xin liên hệ tới số điện thoại ở góc bên tay phải của màn hình, mà 0776233432, số đó cũng là số Zalo của bên em. Anh em muốn trên fanpage Facebook em cũng có, nên anh em, nhưng mà anh em muốn em hỗ trợ và tư vấn và mua bán nhanh nhất á, thì anh em hãy liên hệ trực tiếp số điện thoại hoặc Zalo, em sẽ hỗ trợ 24/24 trả lời nhanh gọn cho anh em luôn đó. Rồi anh em muốn mua hàng hỏi giá thì xin liên hệ trực tiếp. Rồi em xin kết thúc clip ở đây và em xin chào anh em, chúc anh em một ngày thật vui vẻ. Chào anh em, cảm ơn anh em đã xem clip.